không tán thành đề án nghiên cứu của hắn. To describe his research proposal, giải pháp ngay lập tức. To disarm immediately, kỷ luật tàn ác của tên giáo viên. The teacher's cruel discipline, làm xáo trộn nhanh chóng. To explain quickly, khước từ đề nghị từ ông chủ. To disavow the offers from the boss, giết chết những kẻ hoài nghi. To cure disbeliever, giúp túi để làm cô ta vui. To disperse, to make her happy, những môn đồ tội lỗi. Sinful disciple, những biện pháp kỷ luật. Disciplinary measure, bắt tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt. To keep under strict discipline,